Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và video này thì Khải sẽ soi đồ và laser ôm cho anh em xem. Nói chung là một set đồ cũng dạng là đồ xanh cho đường môn dòng 1 thôi, thì cũng khá là đẹp. Cũng chung là gọi là tầm trung chứ không phải là dạng VIP lắm. Anh em mình nhìn xem set đồ thì đường môn thì phải mang một set thố này đó. Vừa rồi thì được top 3 đó. Vừa rồi đường môn này được top 3, Khải top 7. Khải khúc cuối tưởng rất tốt rồi anh em. Đồ từ top 2 mà đánh khúc cuối không được mạng nào tưởng rất tốt rồi chứ. Nhảy xuống top 10 luôn. Cái chuyện này khá là đẹp, khá cả 10, khá cả 9 mà làm chậm 30. Rồi đai lưng làm chậm 20, thăng pháp 18, sức lượng lực. Nhẫn làm chậm 20, nội lực và thăng pháp 15. Hai món thăng pháp có như mình 70 làm chậm rồi, 70 rồi. Bao tay làm chậm 130 nữa. Là có như mình 100 làm chậm. Kết được thăng pháp không? Không kết được thăng pháp nha anh em, không kết được thăng pháp. Kết được cái dần làm chậm 30 sinh lực lực thôi chứ không kết được thăng pháp. Hiện tại đường môn này đang có cho mình 100 làm chậm này, 30 này, 30 này, 20, 20 là 100 làm chậm, kèm nghe mi thì đạt 120. Đó, một cái bộ sinh lực lực kháng lôi cũng tương đối. Nhận kháng hỏa 15, chón 20, dài kháng hỏa 12, chón 20, tóc 40 và một nón kim để lấy chón. Đó, nón kim này là lấy chón sinh lực là lấy chón. Tại vì mang vũ khí kim với lại nón kim thì thật có được chón. Hiện tại chón bên này là được 20 với 30, 20 là 40. Đó. Cái nỏ này 35, 74. Trong là một set đồng môn cũng khá là ok. Cái set này thì chỉ lấy cho mình cái sát thương dòng đầu thôi, còn kháng độc không kích được. Tại vì cái gia truyền này đang mang hiệu ứng là lấy làm chậm 30. Đó. Trong là set đồ thì cũng khá là ok. Cũng dạng là tương đối, không phải là quá cùi, cũng không phải là dạng VIP, cũng không phải là dạng quá VIP. Cái nỏ này cũng gạn rất là đẹp rồi, 35, 74 rất là ok rồi. Đó, set đồ thì cũng mang như Khải thôi, một vũ khí kim, nón kim. Rồi đồ bên set đồ này, tính set đồ này sinh lực cũng khá là cao. Sinh lực này, nội lực này, sinh lực nội lực này. Cái này không có nó sinh lực, còn cái này là sinh lực nội lực này. Đại lực cũng sinh lực nội lực này. Áo cũng sinh lực nội lực này. Nón này rất đẹp, sinh lực nội lực luôn, 195. Một cái, cái nón này quá đẹp cho đường môn. Đó. Giày thì giày gì lái tóc thôi, chứ còn chóng kháng hỏa thì cũng vừa đặt móc thôi, cũng không cao lắm. Ok, nói chung thì set đồ này cũng dạng là rất rất là đẹp rồi em, đẹp cho đường môn rồi, không còn gì phải bàn rồi. Đặt móc 105 chậm với lại 40 chóng thì có thể đi bất lẽ cũng ok rồi. Đó, nói chung thì đường môn thì Khải thấy bất lẽ là dở lên tốt, còn mà giao tranh rất là khó. Tại vì Khải giao tranh thì Khải thấy giao tranh nhanh chết bà cố luôn. Vô bụp 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 chết, bụp 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 chết, chả làm ăn được gì. Trong giao tranh đường môn rất kém, tại vì nếu mà đường môn nào mà ép thân pháp thì rất khó giao tranh. Còn Khải thì Khải đẩy mắt thân pháp mà khó đánh hơn. Không biết bên kia tăng như thế nào. Trong bên kia cũng có hai món thân pháp, đó là đai lưng với lại nhẫn, cũng tương đối. Một món 15, món 16 cũng tương đối. Là được 31 thân pháp rồi, Khải thì cũng được 32 đó. Hai món bù qua bù lại, kèm theo bao tay. Nói chung là bên này cũng 100, bên kia cũng 100. Nói chung là tùy theo cách bờ cao. Nếu mà kẹp gấp nha, nếu kẹp gấp ngon mà như Khải này Khải đánh đó, Khải kẹp gấp Khải giúp một phát một liên chạm 29 anh em. Đó anh em không? Nói chung là vô được gấp ngon là anh mạng về vèo sướng luôn. Đó, ok, nói chung anh em xem video này thì đừng quên cho đường môn và laser ôm này một like chia sẻ. Đây là ban chủ Hồng Đế nha nè. Hôm trước như Khải có soi đồ này chưa ta? Như Khải nhớ có soi rồi thì phải. Đây là ban chủ Hồng Đế. Đó, một ban chủ là một trong những ban chủ chơi rất là khép nép. Chơi rất khém nép. Lần này mang cái nhận cho 40 làm chậm 40 vào này. Lúc nãy không có, lúc nãy chỉ mang làm chậm 20 với lại thân pháp cao. Đó, lần này thì mang chậm 40. Đó, anh mới thay thì vậy. Đồ gia truyền này nhìn ngon ấy. Làm chậm 30 nữa. Quá chắc, quá chắc.